Trong nhà tù Thái Lan, người đàn ông dùng vôi quét tường làm thành mực nước, lấy xương cá làm bút vẽ, mô tả những nét vẽ tinh xảo trên giấy. Muốn gửi một bức thư ở trong tù phải mất 10 đô để mua một cái tem giấy. Mặc dù không có tiền nhưng anh có thể vẽ ra một tờ tem giống y như thật, mà bức thư này là hy vọng anh có thể thoát khỏi tù. Người đàn ông này là một thành viên quan trọng trong đường dây sản xuất tiền giả. Tiền của anh vẽ ra đến máy kiểm tiền của nước ngoài, cũng không phân biệt được là thật hay giả. Mấy năm trước Lý Vấn chỉ là một tay họa sĩ nghèo, gian khổ nghiên cứu vẽ tranh tận 10 năm, nhưng đến một bức tranh cũng chưa từng được bán ra. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào việc vẽ tranh giả để kiếm sống. Mà người bạn gái Nguyễn Văn của anh lại sớm đã có tiếng tăm, còn thành công tổ chức một buổi triển lãm cá nhân. Trong buổi triển lãm tranh, cô vì muốn giúp đỡ bạn trai mà cô đã treo bức tranh của anh ở vị trí nổi bật nhất. Nhưng sau đó một người đàn ông lạ chỉ vào bức tranh của Lý Vấn mà nói: "Bức tranh này là đồ rẻ tiền đi copy của người khác mà cũng đòi mang ra để bán. Cái thứ này chỉ đáng mang đi chùi đít thôi." Nguyễn Văn trong một phút phẫn nộ đã hất thẳng một ly nước vào mặt anh ta, nhưng người đàn ông lại không hề tức giận mà cười rồi quay người rời đi. Lý Vấn thấy vậy liền đuổi theo người đàn ông ra ngoài để xin lỗi anh ta. Kết quả là hắn ta đã lấy ra bức tranh thật mà Lý Vấn đã mô phỏng lại, còn nói rằng hôm nay đặc biệt đến tìm anh. Anh ta còn nói Lý Vấn có thể vẽ bức tranh giả đến mức cực kỳ tinh xảo. Như vậy thì chính là một nghệ thuật gia. Câu nói ấy đã làm Lý Vấn cười không khép được miệng, vì tài năng của anh trong suốt 10 năm nay mới có người công nhận. Rồi người đàn ông đưa cho anh một tờ danh thiếp, tỏ ý muốn hợp tác lâu dài với Lý Vấn. Khi quay về khu triển lãm tranh, Lý Vấn phát hiện toàn bộ số tranh của Nguyễn Văn đều đã bán hết sạch, bên trong chỉ còn sót lại đúng bức tranh của anh. Ngay sau đó anh lấy bật lửa đốt trụi bức tranh. Có thế vẽ tranh không thích hợp với anh mà làm giả mới thứ làm anh phát triển. Hôm sau anh theo tờ danh thiếp của tên họa gia mà đến tìm ông ta. Người đàn ông cũng không vòng vo mà rút ra một tờ tiền đô la Mỹ. "Tôi muốn anh làm lại thứ này." Tháng 3 năm này, chính phủ Mỹ đã phóng to bức hình của Franklin lên 50%, đường nét và chi tiết cũng theo đó mà to lên. Quan trọng nhất là cổ áo của Franklin dùng microprinting. Họ muốn một người vẽ giống y hệt bản gốc, sợ rằng Lý Vấn gan nhỏ không dám làm. Họa gia liền nói tổ tiên ông đã 3 đời làm tiền giả, từ đó đến nay chưa từng có ai bị bắt. Lý Vấn chỉ cần vẽ, còn những việc khác thì không cần phải quan tâm. Nhưng họa gia vẫn để cho Lý Vấn thời gian để suy nghĩ. Khi anh quay về nhà thì đã thấy Nguyễn Văn đang thu dọn hành lý để rời đi. Cô ta đã trở nên nổi tiếng, làm sao có thể cùng anh trải qua những tháng ngày gian khổ nữa chứ. Thế là trong đầu Lý Vấn đã có câu trả lời cho họa gia. Anh quyết định phải biến thành người có tiền để xứng đôi với Nguyễn Văn. Từ đó trở đi, anh theo họa gia sản xuất tiền giả. Đầu tiên phải làm ra bản mẫu, không thể nào trực tiếp quét tiền thật, bởi vì máy cảm biến điện tử khả năng cao sẽ xuất hiện những vân gây nhiễu. Tuy nhiên Lý Vấn rất có thiên phú trong việc sáng tạo đồ giả. Anh chỉ làm thủ công bằng tay đã làm ra một tờ tiền giả có độ chính xác cao, đến cả máy quét hình cũng không thể đạt đến trình độ đó. Rất nhanh sau đó bản mẫu đã hoàn thành, nhưng để sản xuất hàng loạt thì họ vẫn thiếu hai nguyên liệu chính. Làm thế nào để có một tờ tiền giả cao cấp? Chỉ cần làm 5 điều: tạo ra bản mẫu, phỏng theo tỷ ấn, in trình, giấy không có axit và mực đổi màu. 3 điều đầu tiên họ đã hoàn thành. Tiếp theo là giấy không có axit làm bít màu đen vẽ lên sẽ chuyển màu vàng. Hơn nữa ở Mỹ giấy không có axit phải chịu sự quản chế của chính phủ. Nhưng không biết họa gia lấy tin tức ở đâu nói rằng cục thông tin Mỹ có. Thế là họa gia đóng giả thành một thương nhân tàn tật, dễ dàng đánh lừa lấy được giấy không axit. Bây giờ chỉ còn thiếu một loại mực biến đổi màu là có thể tạo ra một tờ tiền thật giả lẫn lộn rồi. Nhưng loại mực này rất khó để làm ra. Thế là họa gia đành chơi bài liều, không mua được thì đi cướp. Ông đi đến Canada trực tiếp cướp 2 thùng mực trong xe của cảnh sát, thậm chí còn ra tay tàn độc giết hết đám người tham gia vận chuyển. Hành động này đã khiến Lý Vấn sợ chết khiếp. Giết người để làm tiền giả thật kinh khủng, cho nên anh muốn rút lui. Nhưng một khi đã nhúng tay vào rồi thì ra rất khó. Khi những tờ tiền giả đầu tiên ra đời, những người của tổ chức này vui mừng không thôi. Mà những tờ tiền này cũng quá giống thật, nếu không nói tôi cũng không tin đây là tiền giả. Rất nhanh số tiền giả này đã được bán ra ngoài. Họ sau đó kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mực đổi màu chỉ có 2 thùng. Nếu cứ theo tiến độ sản xuất như thế này thì chẳng bao lâu nữa mà hết. Không nhẽ hết mực thì bọn họ lại phải đi cướp của giết người nữa sao? Cho đến một ngày Lý Vấn thấy một chiếc xe hơi ở đầu ngõ, thấy lớp sơn của chiếc xe cũng là một loại sơn đổi màu. Trong đầu anh liền nảy ra một cách, theo công thức hóa học anh thử nghiệm rất nhiều lần. Cuối cùng từ lớp sơn của chiếc xe Lý Vấn đã nghiên cứu ra mực đổi màu. Thế thì như vậy bọn họ sẽ không phải cướp của giết người nữa. Đến một ngày bọn họ được đại ca của Kim Tam Giác mời đến bàn bạc chuyện làm ăn. Ông ta muốn thu mua kỹ thuật làm tiền giả của bọn họ, nhưng họa gia thà chết cũng không chịu bán bí quyết đó. Khi này tên đại ca mới cho đàn em cầm súng để uy hiếp. Ai ngờ lúc này bên ngoài lại truyền đến một tiếng nổ lớn, thì ra họa gia đã sớm mang người đến mai phục trước. Họ cầm súng điên cuồng nhả đạn, cả khu này trong chớp mắt đã bị người của họa gia săn bằng. Trong lúc hỗn loạn, Lý Vấn đã cứu được một người phụ nữ bị thương. Cô tên là Tú Thanh, vì bom nổ mà đã trực tiếp hủy hoại nhan sắc của cô. Thế là Lý Vấn thương tình mang cô về chữa trị. Công việc kinh doanh tiền giả ngày càng phát đạt. Không lâu sau, đám người họa gia đã tiếp đón một khách hàng lớn, nhưng anh cứ cảm thấy rằng người này có gì đó rất quen mặt. Lúc này anh mới nhớ ra lúc trước một thủ hạ dùng tiền giả để mua đồ cổ,
Làm ở cái nghề này họ có một quy định chính là không được dùng tiền giả của mình. Tên thuộc hạ này đã làm trái với quy định chính, vì thế đã bị cảnh sát để mắt đến. Họa gia đã thẳng tay giết chết tên thủ hạ và đốt luôn nhà kho để bịt đầu mối. Mà người đang ở trước mắt họa gia này chính là người cảnh sát đó. Khi phát hiện ra người cảnh sát này, họa gia lại tiếp tục giết người để diệt khẩu. Chứng kiến họa gia liên tục giết người khiến Lý Vấn đến bên bờ sụp đổ. Người lòng dạ thâm độc như họa gia biết được Lý Vấn yếu lòng, nên ông ta đã bắt Nguyễn Văn và vị hôn phu sắp cưới của cô. Ông ta muốn Lý Vấn tự tay giết chết vị hôn phu kia, chỉ có thế anh mới có thể ở bên Nguyễn Văn được mãi mãi. Trong lúc hoảng loạn, Lý Vấn đã chuyển súng ngắm vào họa gia, làm cho họa gia nổi giận định xử lý Lý Vấn. Thì đúng lúc này, người con gái Lý Vấn cứu trước đó đã xông đến. Cô điên cuồng xả đạn vào đám người của họa gia. Người trong tổ chức của họa gia sau đó đều bị tiêu diệt. Từ đó Lý Vấn quyết định rút khỏi giang hồ. Anh và Tú Thanh cùng nhau quy ẩn ở trên núi sâu. Nhưng cuộc sống bình yên rất nhanh bị phá vỡ. Lý Vấn tình cờ xem được một đoạn tin tức, cả nhà tên thủ hạ bị họa gia giết đã bị tàn sát thảm hại. Thì ra họa gia chưa chết, Lý Vấn lo lắng Nguyễn Văn sẽ bị báo thù. Do đó anh bỏ mặc Tú Thanh mà đi tìm Nguyễn Văn. Kết quả vừa mới ra ngoài đã bị cảnh sát bắt. Cảnh sát dựa theo miêu tả của anh đã vẽ ra được hình dáng của họa gia. Tiếp đó anh được người yêu cũ Nguyễn Văn bảo lãnh ra tù. Lý Vấn sau khi rời khỏi cục cảnh sát như biến thành một người khác, không giống với người hay chim sợ cành cong như trước kia. Cảnh sát in hình vẽ ra dự định toàn lực truy bắt họa gia. Đột nhiên một nữ cảnh sát nhìn thấy một người giống y hệt trong hình vẽ. Họa gia này đúng là gan to hơn trời, thế mà lại hoạt động dưới mi mắt của cảnh sát. Do đó bọn họ nhanh chóng huy động lực lượng bắt kẻ tình nghi. Nhưng sau một lượt điều tra, mọi người đều há hốc mồm, bởi vì người này đúng thật là cảnh sát. 3 ngày trước là anh ta lái xe áp tải Lý Vấn đến cảnh sát, thế mà đã bị chơi một vố. Thì ra Lý Vấn chính là họa gia trong câu chuyện, chính anh ta chỉ đạo quá trình làm tiền giả, là anh đã giết chết những người trên xe cảnh sát, cũng chính là anh đã hủy diệt toàn bộ một doanh trại, giết chết tên thủ hạ, bắn chết anh cảnh sát. Tất cả mọi chuyện đều do Lý Vấn làm. Từ lúc bị áp tải, anh ta đã tạo ra lời nói dối. Lý Vấn trên xe cố ý làm ra vẻ căng thẳng, thật ra là đang ghi nhớ tướng mạo của người cảnh sát lái xe, sau đó đổ hết tội lên người anh ta. Khi cảnh sát đến khách sạn, đến nửa thân ảnh cũng không còn, ông chú cảnh sát sớm đã bị sát hại. Lúc này phía cảnh sát cũng nhận được một tin tức kinh người, không chỉ có họa gia là hư cấu, Nguyễn Văn mà bảo lãnh Lý Vấn ngày hôm qua cũng là giả. Sau khi Tú Thanh bị hại, Lý Vấn liền phẫu thuật chỉnh mặt cho cô ấy thành Nguyễn Văn. Lúc này Lý Vấn và Tú Thanh đã chạy trốn trên biển, chỉ cần ra khỏi biên giới cảnh sát không thể bắt bọn họ được nữa. Nhưng lúc này Tú Thanh đột ngột dừng thuyền, bởi vì khi tối hôm qua khi cứu Lý Vấn, cô đã chất vấn anh ta, em chỉ là một vật thay thế thôi sao? Lý Vấn lại coi như không có gì, nói vật thay thế là đã phúc cho em lắm rồi. Câu nói này như một nhát dao đâm vào tim cô. Do đó trước khi đi cô đã để lại tín hiệu. Lúc này cảnh sát đã đuổi đến, còn trên chiếc thuyền của hai người thì đã sớm bị Tú Thanh đặt bom. Rồi cô cười mỉm bấm nút kích hoạt trong tay. Nếu như anh không yêu em thì em sẽ ở bên anh mãi mãi. Lúc này mọi người để ý kỹ một chút, tất cả những gì Lý Vấn nói đều là giả, nhưng thân phận họa sĩ của Nguyễn Văn lại là thật. Chúng ta thử phỏng đoán một chút xem sao. Nếu Lý Vấn không nói dối, trong câu chuyện thực sự có một họa gia này lại chính là Nguyễn Văn thật. Lý Vấn vẫn luôn giúp cô làm việc. Vị hôn phu của Nguyễn Văn vì biết được cô làm tiền giả nên mới bị giết, lại cố ý để Tú Thanh yêu quá hóa hận đồng quy vô tận với Lý Vấn. Hiện tại Tú Thanh và Lý Vấn đều đã chết rồi. Khi cảnh sát tìm đến Nguyễn Văn thật để tra hỏi, thì cô chỉ nói một câu mình và Lý Vấn chỉ là hàng xóm, rũ bỏ mọi quan hệ với anh. Khi đó sẽ không ai biết thân phận thực sự của Nguyễn Văn nữa. Theo mọi người thì ai mới là họa gia thật đây? Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo. Bye bye! Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để mình biết nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!